Ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li anh thì qua răng a ya cha tha san ti cha sát tập ba ra chấp kha cha ti ca đề xe tu thâm măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê điềm vì na danh cha ca văn sửa tan cha văn thăng à phi tham ma chăm măng à cô ta danh tơ ta tu sạch cha đằng đăng ba bơ thà nay về bà đi xa dạ mạch chê Phạm thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 40 năm hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng ý không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập Adam mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử vi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn tầng Nam Mô Bích Hai Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay. Dạ, theo như con nhớ là từng từng đáng lẽ cái câu số 5 là ngài giảng từng trước nữa nhưng mà ngài không có bao giảng nên là tuần này chúng con học tiếp câu số 5. Dạ, nếu con có sai thì con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho chúng con sửa lại. Dạ, bây giờ Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo, tâm được an vui thanh tịnh. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy nhá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu nữ, chư Phật tử. Tuần trước chúng ta học về danh sắc chiêu lục nhập. Hôm nay chúng ta sẽ học mệnh đề thứ 5 là lục nhập duyên xúc. Sala Chaitana Pachiya Phasso Samphavati. Tức là duyên lục nhập có xúc nên gọi là xúc duyên, nên gọi là lục nhập duyên xúc. Như chúng ta đã biết, lục nhập là sáu nội xứ tức là nhãn xứ, con mắt, thần kinh nhãn. Nhĩ xứ
là lỗ tai hay là thần kinh nhĩ, tỷ xứ là mũi hay thần kinh tỷ, thiệt xứ là lưỡi hay thần kinh thiệt, thân xứ là thân này, tức là sắc thần kinh thân. Và ý xứ ở đây chính là tâm hay là thức uẩn. Chữ xứ ở Ajatana tùy theo chỗ, ở trong duy sinh thì chữ Ajatana được dịch là nhập, còn bình thường thì chúng ta gọi là xứ. Cho nên nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ chắc khoa với tình năng, sô ta cho tình năng, ca na cho tình năng, chiêu hai cho tình năng, ca gia cho tình năng, mắt na cho tình năng, cũng gọi là nhãn nhập, ý nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Và riêng phần ý nhập mà duyên cho xúc, chữ ý xúc, thì ý nhập ở đây chỉ lấy 22 thức uẩn quả hiệp thế thôi, chứ không có lấy hết tất cả tâm. Chúng ta tùy theo trường hợp mà chúng ta lấy chi pháp. Lục nhập duyên xúc, chữ xúc, chữ phát xá ở đây, ở trong Tương Bộ Kinh thì Đức Phật bày giảng đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Nhãn xúc tức là xúc tâm sở tương ưng với nhận thức, tức là có tâm, có thuộc tánh xúc mà nó hợp với tâm nhận thức thì xúc đó gọi là nhãn xúc. Cũng vậy, nhĩ xúc là tâm sở xúc tương ưng với nhĩ thức, tỷ xúc là tâm sở xúc tương ưng với tỷ thức, thiệt xúc là tâm sở xúc tương ưng với thiệt thức, thân xúc là xúc tương ưng, là xúc tâm sở tương ưng với thân thức, ý xúc là sở hữu, là tâm sở xúc tương ưng với ý thức, vì thuộc quả hiệp thế. Xúc nếu kể rộng thì có đến 32, hai nhãn xúc, hai nhĩ xúc, hai xúc, hai thiệt xúc, hai thân xúc, 22 ý xúc, vì có 32 tổng quả hiệp thế. Điều này khi trình bày thì sẽ làm cho học viên có nắm bắt được, bởi vì đó là những con số và cái thuộc tánh số để chúng ta phải hiểu,
phối hợp với bao nhiêu tâm. Ở đây thưa quý vị, khi mà trình bày kinh tạng thì chúng ta nói cái lý kinh tạng, mà hãy luật tạng chúng ta nói theo cái lý luật tạng, mà thắng pháp thì chúng ta nói theo thắng pháp. Ở đây khi mà học thanh tịnh đạo mà nói về y tương sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục, nhập lục nhân xúc, vân vân, thì ngài Phúc Thơ Cô Sát, đặc biệt là ngài chỉ nêu lên cái ý nghĩa liên quan với thắng pháp. Cho nên người mà không có học thắng pháp đó, không học diệu pháp đó, chúng ta thấy nó khô khan và rắc rối một chút. Nhưng dần dần chúng ta sẽ trình bày từng ý nghĩa đi thẳng vào vấn đề lục nhập duyên xúc. Thì ở đây có câu hỏi đưa lên là trợ duyên bằng cách nào? Sáu nội xứ mà nó duyên cho xúc trợ bằng cách nào? Ở đây ngũ nhập thô tức là sáu xứ nhãn nhập hay nhãn xứ, nhĩ nhập nhĩ xứ, tỷ nhập tỷ xứ, thiệt nhập thiệt xứ và thân nhập thân xứ, cái này thuộc năm thức sắc tình kinh, nó trợ duyên cho năm đôi xúc trong ngũ sống thức, trợ bậc sáu duyên. Ngũ nhập thô đây, ngũ nhập thô là chúng ta lấy sáu sắc thần kinh, sáu sắc vật, ở chúng ta lấy năm sắc vật. Cho nên ở trợ bậc sáu duyên, vì xúc là danh, còn nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập thì cái đó thuộc về sắc. Cho nên sắc vật mà ở cho danh bằng sáu duyên là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Giải thích cái vấn đề này thì ở đây chúng ta phải hiểu khi mà sáu vật tức là mắt tai mũi lưỡi thân á, nó thuộc về sắc vật chất, và thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân nó phải sanh trước, trước khi tâm nhãn, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh khởi trước bốn sắc na.
hai sắc năm tiểu sanh trụ diệt nhân cho bốn thành ra 12. Thì như vậy ở cái tuổi thọ thứ 13 là sắc na tiểu thứ 13 đó. Cái này gọi là Majjhimayu, tức là trung thọ. Nó trợ duyên cho nhãn thức sanh khởi và nương nơi nhãn vật. Thì do đó cho nên trong tâm nhãn thức đã có nhãn xúc, vị có sở xúc. Như vậy cũng có nghĩa là năm cái sắc vật, năm sắc tình cái này nó trợ cho nhãn xúc, vị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc bằng cách là gọi là vật tiện sanh duyên. Hãy chúng ta hiểu được cái gọi là vật tiện sanh duyên thì bây giờ khi chúng ta nói đến nó bằng cách là vật tiện sanh duyên thì cũng vậy, nói rõ thêm là năm sắc thần kinh hay là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập đó. Không những nó trở bằng cách nó sinh trước, mà ngay khi cái tâm nhãn thức sinh khởi thì tâm nhãn thức nương y, chúng ta gọi y chỉ, nó nương vào cái sắc vật đó. Bởi thế khi mà một người hư con mắt, tức là hư thần kinh nhĩ, thần kinh nhãn, thì nhãn thức không có sinh khởi được. Không được. Do đó cái gọi là ngũ nhập thô duyên cho năm cặp xúc bằng cách là vật tề sánh y đề nhị. Rồi bây giờ duyên thứ hai, tức là nó trở bằng cách tiền sinh quyền duyên. Tại sao gọi là trở bằng cách tiền sinh quyền duyên? Thì thưa quý vị, quyền duyên Indriyapajaya, tức là nó trợ giúp bằng cách là có cái quyền hạn đặc biệt. Gọi là quyền duyên. Mà quyền duyên có nhiều tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, v.v. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói đến quyền để phân biệt thì chúng ta nói là tiền sinh quyền. Bởi vì các quyền kia, các quyền danh thì nó trợ một cách đồng sanh thôi, đồng sanh với tâm, tâm pháp. Nhưng mà về cái quyền sắc, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền nó sanh trước. Hồi nãy chúng ta kể nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là sắc vật, thì cho nên gọi là vật tiền sanh. Còn bây giờ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chúng ta
đặt tên thì nó là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, nó thuộc các quyền cho nên nó là tỳ sanh quyền, cũng vậy thôi. Rồi trợ bằng cách Phật tỳ sanh bất tương ưng, rõ ràng là năm sắc Phật, là nhãn Phật, nhĩ Phật, tỷ Phật, thiệt Phật, thân Phật, hay năm sắc thần kinh. Năm sắc đó nó thuộc về sắc pháp. Còn xúc ở đây đó, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, xúc ở đây nó thuộc về danh pháp. Do đó danh và sắc, mặc dù nó hỗ tương với nhau, nó trợ giúp với nhau, nhưng mà bất tương ưng, tức là nó không có hòa nhau được, bởi vì danh với hòa với nhau giống như nước với sữa, nó mới hòa tan được, sữa mới hòa tan trong nước. Còn khi mà chúng ta nói đến sắc vật thì nó là sắc pháp. Thì sắc pháp nó không có hòa tan được với, nó không có tương ưng được với danh, mặc dù nó trợ. Chúng ta cũng ví dụ là trong một ly nước chanh, chúng ta khuấy ly nước chanh thì đường và chanh thì nó chất chua đó, với chất ngọt thì nó hòa tan trong nước. Cái đó chúng ta gọi là tương ưng danh với danh. Nhưng mà cái muỗng mà chúng ta đưa vào ở trong cái ly nước chanh đó để chúng ta khuấy cho nó tan ấy, thì cái muỗng đó nó không thể hòa tan với nước được. Cho nên ở đây mới gọi là Phật tỳ sanh bất tương ưng. Hồi nãy đến giờ khi chúng ta nói đến chữ Phật tỳ sanh, Phật tỳ sanh, tỳ sanh quyền, chúng ta cứ nghĩ rằng nó sanh trước để nó trợ cho sắc, nó trợ cho tâm sanh sau. Nhưng kỳ thật bản thân của cái sắc, thần kinh nhã, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân đó, khi mà nó làm cái chỗ nó trợ duyên cho tâm sanh khởi, thì ngay trong cái thời điểm nó gặp nhau đó, thì Phật tỳ sanh này với tâm hay là với sát xúc, với danh pháp đó, thì nó đồng thời có mặt. Chúng ta mới gọi là hê túc cách chê vô, tức là hiện hữu duyên. Mà cái gì hiện hữu thời cái đó là bất liên, không liền nhau. Đó là ý nghĩa mà gọi là ngũ nhập thô duyên cho nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập. Nó duyên cho đôi nhãn xúc. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Bây giờ chúng ta đã nói đến năm nhập thô rồi, bây giờ chúng ta nói đến ý nhập. Ý nhập là 22 thức uẩn quả hiệp thế
ở trợ cho ý xúc. Ý xúc đồng sanh với nó, cho nên trợ bằng chính duyên. Câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh ý duyên, vì thực quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, tướng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Cái chi pháp ở đây quá rõ ràng. Ý nhập kể như là thức quẩn quả. Và thức quẩn đã làm duyên cho xúc, tức là hành quẩn. Thì đó là danh trợ cho, trợ cho danh. Cho nên có câu sanh duyên vân vân. Bây giờ chúng ta nói thêm về cái phần pháp duyên xúc trong kinh Tương Ưng. Phẩm nhân duyên đi ra nó quá gác có nấu, nhờ mắt và cảnh sắc nên nhận thức sinh khởi. Sự hội tụ của ba pháp này gọi là xúc, vân vân. Như vậy xúc có mặt là nhờ ba duyên, tức là căn, thức. Nhờ mắt và cảnh sắc nên có nhận thức sinh khởi. Sự hội tụ của ba pháp này về xúc. Như vậy xúc có mặt nhờ ba duyên là căn, cảnh và thức, vân vân. Thế nhưng tại sao trong duyên sinh chỉ nói đến xúc duy cho lục nhập, do mắt tai mũi lưỡi thân ý làm duyên nên có xúc? Thì ngài Bồ Tát Vô Sáng này giải thích vì rằng lấy cái phần chính có liên quan về trước, như bộ bên duyên hành, hành nhận thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc. Thì ở đây cái phần này là phần phụ giải thêm, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, tinh sinh khởi, là nó còn duyên nhiều thứ khác. Chứ không phải nhất định chỉ có một là con bắt duyên cho nhãn, nhãn nhập duyên cho nhãn, nhãn xứ. Nhưng mà tại vì ở đâu nói đó đang học về duyên sinh thì chúng ta nói theo cái khía cạnh duyên sinh thôi.
Thì ngài Bích Thất Phật Tát ngài có giải thích thêm cái ý nghĩa này để cho chúng ta hiểu, chúng ta không có hoang mang. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái mệnh đề thứ 6. Chúng tôi không biết sao lúc rời cái sức khỏe của tôi có bữa gì bữa khác. Có bữa thì nó khỏe, nó tốt, nhưng mà có lúc thì nó cũng mệt. Bây giờ xúc duy thọ xin lỗi quý vị, chúng ta nói đến xúc duyên cho thọ có nghĩa là nhãn xúc sanh ra thọ. Xúc ở đây có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thì xúc thân xúc. Như đã nói trước, còn thọ ở đây nói theo môn có sáu: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Chúng ta gọi là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ. Tất cả tâm, 89 hoặc 121 tâm đều có thọ quẩn tương ưng. Nên thọ kể rộng có 89 hoặc là 121 thọ. Nhưng cũng gom lại thành 6 thọ. Nhưng thọ nói ở đây là 32 thọ tương ưng với 32 tâm quả hệ thế, cũng gồm trong 6 thọ.
Xúc duyên thọ nếu nói là hành quẩn xúc trợ cho thọ quẩn đồng sanh trong một sắc na, thức quẩn hiện thế thì trợ bằng tám duyên, tức là cô sanh duyên, hộ tương duyên, cô sanh địa duyên, dị thuộc quả duyên, danh hoặc thực duyên, tương duyên, cô sanh hiện hữu duyên, cô sanh bất ly duyên. Nhưng nếu mà chúng ta nói thọ ở đây đó, nếu nói xúc ở đây tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc và duyên thọ, mà ở cái trạng động lực, tức là khổ lạc, phi khổ phi lạc, thì nó trợ bằng cách là thường ứng y duyên thôi, chỉ có một duyên. Bây giờ chúng ta trở lại xúc duyên thọ. Nếu nói về sáu xúc trong đời sống bình nhật, thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, đụng chạm, suy nghĩ đó, do đó mà cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ phi khổ phi lạc, thì xúc này duyên do thọ này bằng một duyên là thường tưởng y duyên như chúng ta đã nói. Dù trực tiếp hay gián tiếp thì thọ khởi lên cũng là do xúc cảnh làm duyên. Nó có hai, nếu mà chúng ta không hiểu được xúc duyên cho thọ theo trong tấn pháp đó, thì chúng ta hãy hiểu thọ xúc duyên cho thọ theo kinh tạng, thì chúng ta sẽ nhận ra. Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ như thế này: đời sống của chúng ta có cái sự vui, sự buồn, có vui có buồn, thọ ưu thọ hỷ, và thọ sẵn, thì tất cả đều là do mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với cảnh thinh, mũi tiếp xúc cảnh khí, lưỡi tiếp xúc với cảnh vị, và thân tiếp xúc cảnh xúc, rồi ý xúc đó, thì nó duyên cho ý thọ. Ở trong đời sống bình thường của chúng ta thì hãy do thấy, nghe, ngửi, đến đụng, rồi tự nhiên khởi lên cái tâm sân, trong đó thọ ưu, hay chúng ta do thấy, nghe, ngửi, đến đụng, suy nghĩ mà khởi lên cái tâm tham luyến, trong đó có thọ hỷ thọ xả, hoặc là khi mà mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, tức là tượng Phật hay hình bóng của chư tăng, thì lúc bây giờ tâm thiện sẽ khởi, thì nó có thọ hỷ thọ xả, thì thọ đó cũng phát sanh lên vô như xúc vậy. Nhưng mà bằng cách là thường tưởng y duyên thôi. Cái đó là ý nghĩa chúng ta phải hiểu, gọi là xúc duyên cho thọ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề thọ duyên cho ái, vedana
Pachaya Tanha Sampavati. Thì bây giờ đó, khi nói đến thọ duyên cho ái, thì thọ làm năng á, thì lại là kể khổ thọ, lạc thọ, phi khổ vì lạc thọ. Này là ở trong Thanh Tịnh Đạo đề cập đến. Do đó ở đây chúng tôi không có dám tùy tiện để mà chúng tôi sắp xếp lại. Nếu mà hồi nãy mà chúng ta nói xúc duyên cho thọ, thọ đó chúng ta lấy thọ ở trong tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức, ý thức, ý thức giới, thì chúng ta cái thọ đó mà duyên với ái thì chứng minh không được, nó tinh vi quá đi. Do đó cho nên thọ duyên ái, thọ làm năng duyên ở đây tức là phải lấy ba thọ là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ thọ. Ở trong tâm động lực thọ chuyên ái, ái ở đây là sự mê đắm, sự thèm khát, gồm có sắc ái, tình ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Ái nói theo cảnh dục đơn thuần thì gọi là dục ái, kamma tanha. Nếu ái dục ấy mà tương ưng với thường kiến, cho rằng đối tượng tức là cảnh sắc tinh khi vị xúc vậy, nó là trường của vĩnh hằng thì gọi là hữu ái, phá qua tanh hà. Khi dục ái ấy sinh khởi tương ưng với đoạn kiến, cho rằng mọi vật ở đời đều tan rã và diệt thì gọi là phi hữu ái, quý phá qua tanh hà. Sáu ái nhân cho ba loại hành, nhân cho ba loại thì thành ra 18. 18 ái đó tính theo nội thân và ngoại thân thì nó thành ra 36. 36 ái đó mà tính theo ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì có được 108. 108 ái. Thì do thọ lạc đối với cảnh và sanh ra ái luyến, thì đây cũng dễ hiểu. Còn thọ xả đối với cảnh và sanh ái luyến, điều này nên hiểu có những người do tính nết, do lưu luyến với cái cuộc sống bình thường nên không vui không buồn, gọi là thọ xả, cũng tùy duyên thôi, cái đó cũng tùy duyên thôi.
thọ, do thọ khổ đối với cảnh và sanh ái biết, như những người chịu đựng khổ quen rồi nên họ lấy khổ để làm cảm hứng, đây gọi là thọ khổ duyên do ái. Như vậy cả ba thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ vị lạc đều có thể làm duyên cho, làm duyên cho ái được hết. Thọ duyên ái chỉ bằng một cách là thường cận y duyên, chỉ bằng một cách thôi. Bởi trải nghiệm của cảm giác thành quen thuộc mới sanh ra ái. Ví như có cảm tình với người nào lâu ngày thì phát sinh ra tình cảm gì. Hôm nay chúng ta học ba cái mệnh đề. Tức là lục nhập duyên xúc, xúc nhân thọ, thọ duyên ái. Chúng ta cần phải khéo tác ý, và chúng ta nghe lại nhiều lần. Nhất là chúng ta phải học thắng pháp cho nó cơ bản. Chúng ta nghe chúng ta mới hiểu cái sự kiện này chứ. Ở đây có một số người họ thích đọc cái chuyện tản mạn, nhưng mà có một số người thì họ thích đọc tiên, đọc sách một cách nghiêm túc. Cũng như có một số người họ học pháp thì họ thích cái môn dễ của tập kinh, muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà có một số vị hành giả thì thích học về chi pháp, để cho nó cốt lõi nó không có bị lôi kéo bởi tục đế bên ngoài. Thôi hôm nay chúng ta chỉ học có bao nhiêu thôi. Tuần sau chúng ta sẽ học ái duyên cho thủ. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh qua hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Nam mô Bụt Thầy. Tu sắp bấm băng ga lăng rác khăn tu sắp bê đê vô ta sắp bấm bùi đà nữ khá vê nê sá đà sá thi phá văn trù đê bà vô tu sắp bấm băng ga lăng rác khăn tu sắp bê đê vô ta sắp bấm hâm mà nữ khá vê nê sá đà sá thi phá văn trù đê bà vô tu sắp bấm băng ga lăng rác bê đê vô ta sắp bấm sáng khá nữ khá vê nê sá đà sá thi phá văn trù đê. Tất cả phương pháp hằng có đến người cầu xin chư thiên thì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thử mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Minh Hạnh,
đã vào room chứng minh cho chúng con thọ trì quy giới và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mát cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha na mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua căng ba tít cha tề sắp về pi đúc kha sa kha rộn tu sằng kha dặn tha tu chi răng sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha bố ga la sằng khô hồ tu sa mắc vô qua a tha gia cha hi ta gia cha tham hề ra khan tu sắc thầm mô sắp về pi tham ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào lúc học pháp. Kính chào tạm biệt cấm nhân, xin xuống nếp.